Khoảng 13 giờ ngày 23 tháng 6 năm 2023, trên địa bàn thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng xảy ra trận mưa lớn kéo dài hơn 2 giờ đồng hồ, khiến vườn hoa Đà Lạt và nhiều khu vực bị ngập lụt, nhiều cây xanh ngã đổ. Và đây là hình ảnh ngập lụt ngay tại trung tâm thành phố. Đặc biệt ở đường Trần Quốc Toản đoạn qua vườn hoa thành phố Đà Lạt, có nhiều xe máy bị ngã do nước ngập. Những người nài ngựa hoặc chạy xe ôm đã hướng dẫn và sẵn sàng giúp đỡ những người ngã xe máy vượt qua đoạn đường này. Còn tại các khu quy hoạch như Jersin hay Mạc Đĩnh Chi, lượng nước đổ về đã tràn vào nhiều nhà dân gây hư hại đồ đạc. Ngay sau khi xảy ra sự việc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt có mặt tại một số khu vực ngập lụt, huy động các lực lượng phân luồng giao thông cũng như cho dọn dẹp cây xanh để đảm bảo an toàn giao thông. Trên đường Trần Quốc Toản có một số cây thông, cây mai anh đào bị gãy, bật gốc, đổ ngang ra đường, khiến người dân không thể lưu thông qua đoạn đường này trong một thời gian ngắn. Ngoài ra, một cây lớn gãy cành đè trúng hai chiếc xe ô tô đang đậu ven đường, khiến hai xe bị vỡ kính chắn gió, kính chiếu hậu.